Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Các bạn cũng thấy đây, trước mặt các bạn đây, hàng hóa ế vẫn còn rất là nhiều đây các bạn nhé. Nên là các bạn hãy vào xem, ủng hộ cho mình và chia sẻ đến nhiều người khác cùng xem. Bạn nào thấy ok, thấy mình uy tín, thấy số mình bán hàng chất thì nhấn like ủng hộ cho mình và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video clip nữa trước khi mà các bạn mua hàng các bạn nhé. Nên soi kỹ, chọn máy muốn mua rồi liên hệ đến bên mình để đặt mua hàng, để tránh mất thời gian của cả đôi bên, tránh lãng phí. Bên mình bán theo công nghệ 4.0 cho nên là chỉ có review trên video đây là bán thôi, chứ không có chụp ảnh qua Zalo hay không tư vấn cặn kẽ chi tiết trực tiếp cho bất cứ bạn nào. Mong các bạn hiểu và cảm thông. Ai thấy áp dụng được phương thức này và thấy hiểu về shop thì chúng ta mua. Ai không chấp nhận với cái phương thức này hay là phản bác lại hay là có ý như thế nào đó, chúng ta có thể chọn những cái shop mà chúng ta cảm thấy nó hợp với lại cái gu của chúng ta mua nhá. Bởi vì mình buôn bán là trên tinh thần thuận mua vừa bán và mình chỉ đặt tiêu chí chất lượng mới là hàng đầu, chất lượng hàng đầu, uy tín là hàng thứ hai và sau đó là số lượng là hàng thứ ba. Cả ba cái nhất nhì ba ở Di động Nhật Nam đều có, mà thực tế ra ba cái đó đều là nhất, bởi vì có nhận nhì nhận ba thì cũng không có cái nào gọi là dám nhận nhất nữa, đúng không? Thì có ba cái uy tín, chất lượng và số lượng Nhật Nam đều có, thế thì các bạn còn phải lo nghĩ gì nữa? Các bạn có thể đăng ký kênh của mình thêm nhiều năm nữa trước khi mua ủng hộ cho mình để tránh lãng phí thời gian vô ích và những câu hỏi không có nghĩa các bạn nhé. Bởi vì 100 thằng bán hàng đều bảo hàng của nó tốt cả các bạn ạ. Nếu như câu nói này của mình mà đúng, các bạn ngay lập tức nhấn like ủng hộ cho mình, mỗi người nhấn một phát like, chia sẻ để nhiều người khác cùng xem, đăng ký kênh, những thứ đó hoàn toàn miễn phí. Chỉ khi các bạn mua điện thoại chắc chắn các bạn sẽ mất tiền và mất phí ship, tuy nhiên sẽ nhận được điện thoại sản phẩm ưng ý chất lượng tại Di động Nhật Nam và được bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Bên mình cơ chế bảo hành rất là ok, rất là yên tâm cho khách hàng. Lỗi là đổi chứ không sửa chữa. Như vậy một phần là các bạn sẽ mua được sự yên tâm, bởi vì không ai muốn cái máy mình bị sửa cả. Còn cái chuyện có những bạn hay đặt câu hỏi với mình rằng là máy iPhone thời buổi bây giờ có zin áp, có chuẩn hay chưa, có bung hay chưa, thì các bạn vui lòng hỏi sát câu hỏi. Các bạn lần sau, bạn nào có ý mua iPhone zin hay iPhone sửa, vui lòng hỏi như thế này này: iPhone của bên anh có sửa chữa gì chưa? Chứ đừng hỏi có bung ra chưa. Bởi vì cái iPhone bây giờ thực tế ra không bung ra, không biết bên trong có zin hay không. Và bung ra nó chả ảnh hưởng gì hết á. Chẳng khác gì người mình đây này, cởi cái áo ra, mặc cái áo lại, hoặc là cởi cái nút ra, đóng cái nút lại, nói chuyện rất là bình thường các bạn nhé. Đấy, còn khi nào sửa mới sợ. Giữa sửa với bung là hai cái chuyện đó hoàn toàn khác nhau, các bạn đừng hiểu lầm vào nó. Và khi hỏi chúng ta hỏi kỹ các bạn nhé. Mình nói ra những cái điều này để cho các bạn tiện để tham khảo và lựa chọn shop để mua thôi, chứ còn ngoài ra mình chẳng có mục đích gì cả. Có nhiều bạn cứ vào bảo mình nói khó nghe, nhưng mà thưa với bạn thế này, từ cổ chí kim đã có một câu: thuốc đắng thì giã thật, sự thật thì nó hay mất lòng. Nhưng mình thì khác, khi các bạn đã tiếp cận được mình, đã mua được hàng của mình rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là phê, chắc chắn là phê như con TT, bởi vì mình bán hàng ngon chất, giá lại hợp lý nữa các bạn nhé, bảo hành lại lâu. Rồi, hôm nay về được khá là nhiều. Mình quay lên đây nhưng thực ra mình động tác giả thôi, mình không có review mấy cái máy ở đây đâu. Mình sẽ review những cái máy mình mới nhập về đây. Hôm nay mình mới về thêm được một thùng. Thế thật, mình bán máy gửi đi và về hàng thì cứ đơn vị nó phải tính bằng thùng. Cho nên là mình bán được rất là nhiều các bạn ạ. Cứ theo dõi kỹ clip thì thấy mình nói điều đó nó là thực tế, nó là đúng. Nếu như mà mình làm theo phương thức truyền thống thì mình sẽ rất là mất thời gian và không bán được nhiều. Trên tay mình đây là con Redmi, cấu hình khá là mạnh, RAM 6, bộ nhớ 128, Redmi Note 11. Con này bán khá là chạy bởi vì con này không những là pin trâu, màn hình to, mượt, chuẩn chỉ ok, chính hãng của Redmi mới sản xuất gần. Và với một con máy ở dòng bình dân lại chạy được chip Snapdragon của Mỹ 680 cũng khá là chất các bạn nhé. Chỉ có thể là Redmi Note 11 thôi, và con này bán đắt như tôm tươi. Nói thật là bán đắt như tôm tươi, về cái máy nào mình bán hết cái đấy. Và hôm nay may mắn mình lại về được đây một cái, và là phiên bản cao nhất của cái dòng này, Redmi Note 11 các bạn nhé. Giá bán chỉ có 3 triệu 3, 3 triệu 3, phiên bản RAM 6, 6 cộng thêm 2 nữa đấy. Và bộ nhớ 128, máy chính hãng, 2 sim ngon lành cảnh đào, chuẩn chỉ ok, bảo hành 6 tháng. Và mình nói rõ luôn là mình bán là chỉ có mỗi máy không thế này, không tặng kèm bất cứ sạc hay phụ kiện hay dán ốp gì cả. Các bạn
Nếu như có rồi chúng ta tiết kiệm để tránh lãng phí, chúng ta có thể dùng lại những bộ sạc khác nếu như nó đúng là chân tai si và có sạc nhanh là ok các bạn ha. Đó. Còn không có thì các bạn có thể mua kèm theo, bên mình có bán. Và thường thì bên mình những cái máy như thế này, như dòng Redmi, Xiaomi thì mình sẽ bán kèm theo của nó là sạc Samsung, là nó dùng chung, nó có chế độ sạc nhanh luôn các bạn nhé, sạc rất nhanh, các bạn cứ yên tâm. Mặc dù nó khác hãng nhưng chung một dàn ha. Rồi ok, thì con này là 3,3 triệu có một cái thôi nhé. Máy trần không phụ kiện, dán cường lực là 50.000 thôi. Ai muốn dán thì bên mình dán, còn dòng này mình không có ốp. Các bạn có thể mua ốp ở trên Shopee hoặc Lazada. Tiếp theo là có Oppo A55, sản phẩm khá là ok và sản phẩm mình bán cũng rất chạy trong thời gian qua. Con này ngon quá mà giá thì chỉ có 2,7 triệu, được bảo hành 6 tháng thì nói thật sự một sản phẩm đáng mua đối với những người mà gọi là có thu nhập thấp và những người làm công việc lao động nhé. Đấy, nó đỡ phí các bạn ạ. Chúng ta cũng cần phải có cái để giải trí. Mặc dù chúng ta thu nhập thấp nhưng cái nhu cầu giải trí thì đương nhiên ai cũng phải có. Thì đây là một cái sự lựa chọn khá là ok. Thứ nhất, nó vừa rẻ tiền. Thứ hai, cấu hình của nó lại ổn. Thứ ba, màn hình to và chính hãng của Oppo nên cũng khá là yên tâm. Bởi vì hãng Oppo thì nó khá là lành. Nó lành có nghĩa là nó ít bệnh đấy các bạn. Chứ còn những cái xịn sò mấy chục triệu không phải là nó không có bệnh nhá. Đôi khi bệnh trọng luôn. Đấy. Hàng điện tử này thì nó ví gần như người á, nó cũng mưa nắng thất thường lắm. Nên là của bền cũng vẫn phải là tại người. Thì Oppo A55 này là một sản phẩm nó khá an toàn vì nó cũng mới sản xuất gần. Pin của nó thì cũng trâu, 5.000 và màn hình của nó là 6,5 inch. Máy chuẩn chỉ ok. Máy thì mình cam kết zin. Có những cái máy mình không bật màn hình lên review nhưng các bạn cũng đừng hiểu lầm vì đôi khi nó hết pin. Và chúng ta chỉ việc sạc pin lên thôi, nhưng mà mình để ở máy đây để review thì mình không muốn sạc no pin. Bởi vì thường thường cái dòng điện thoại này các bạn cứ xài bình thường ổn thì nó không sao, chứ các bạn cứ sạc pin đầy xong bạn cất ở tủ mấy tháng có khi nó hay bị phù pin các bạn nhé. Đấy. Nó có một cái bất cập như thế, cho nên là tại vì sao mình review mình ít có mở lên. Chỉ những cái máy mình mới nhập về thì nó còn pin thì mình mở cái lần đầu. Còn những cái lần sau khi mà ví dụ bán chưa được á, mình review lại á, thì thường mình ít bật là như vậy. Lâu lâu mình mới sạc một lần để cho nó có thời gian để nó xả pin đi, tránh cái tình trạng đó sau này nó bị lỗi pin các bạn ha. Đó, nó có lý do hết. Chứ còn nhiều bạn thì nhìn cái óc bằng một cái tâm lý nhỏ bé cứ nghĩ là người ta không mở màn hình lên là người ta lừa mình. Ok, các bạn cứ xem như là như thế đi, các bạn đừng mua thì không ai lừa được các bạn nhé. Các bạn sẽ trở thành người gọi là đạt đến cảnh giới tối cao. Tiền cứ cất ở trong túi, cất ở trong két. Đừng gửi ngân hàng nhé. Bởi vì lỡ ngân hàng nó phá sản thì cũng mất, cũng chưa chắc nhá. Tiền cứ cất ở nhà, đừng làm ăn gì hết. Làm ăn có thể thất bại thì nó thua lỗ, mất trắng. Cứ để đấy lấy dần ra đi chợ thôi nhá. Rồi thì Oppo A55 chính hãng 2 sim rất là ngon. Pin trâu 5.000, màn hình to 6,53 inch, máy chuẩn chính hãng của Oppo. Và như mình đã giới thiệu từ nãy là con này khá lành, khá chất. Và cực kỳ là bền. Mình cũng sẽ cam kết là máy nguyên zin chính hãng 2 sim và bảo hành cho bạn 6 tháng. Giá bán là 2,7 triệu nhé. Lưu ý là mình có màu đen và ở shop thì mình vẫn còn cả màu xanh để cho bạn lựa chọn. Tiếp theo thì mình thấy có một con máy khá là chất nhưng mà mình chưa biết là con máy gì. To, chuẩn chỉ ok, camera to đùng, có lưng sau có dán nha, cho nên là không phải bị chày đâu, đẹp mới tinh luôn á. Giao diện này thì có kiểu như là Oppo hoặc Vivo thôi. Vivo Y16. Trời ơi, đây lại là một cái con của hiếm. Của hiếm đối với cái phân khúc rẻ tiền nhá. Các bạn thường thấy nếu như RAM chính của nó là 4GB thì nó chỉ có 4+1, hoặc là con nào cao thủ lắm là 4+2. Nhưng mà các bạn có thể ý thấy con này là 4+4 không? Dual RAM mà con RAM phụ khỏe bằng con RAM chính luôn. Thế này khi mà chạy những cái ứng dụng nặng thì nó sẽ trở thành giống như là RAM 8GB đấy. Còn dĩ nhiên khi sử dụng những cái ứng dụng thông thường thì 4GB nó cũng chưa dùng hết thì nó sẽ không mở cái RAM kia. Nói sơ qua một tí về cái công nghệ Dual RAM này, thực tế ra là để tiết kiệm pin. Bởi vì càng ngày càng hiện đại thì người ta sẽ thiết kế theo cái phong cách như vậy. Tại sao lại không làm luôn là RAM 8GB mà phải làm là 4+4? Đây nhá các bạn nghe cho kỹ.
Bởi vì bây giờ nó như thế này. Đồng thời các bạn nhờ hai thanh niên 18 tuổi về khiêng hai bao xi. Hai bao xi, mình cứ ví dụ là mỗi bao 50 cân đi. Thì chỉ có một tên. Một tên là nó bê được một bao 50 cân nhưng mà cũng rất là ì ạch, đúng không? Rất là ì ạch. Thì có hai tên thì thay vì phân nhau mỗi tên là vận chuyển một bao xi đó, nhưng mà đổi lại khi mà có một cái quăng gánh, xỏ cái đòn gánh vào và để hai bao lên khênh, thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhõm hơn là nhiều các bạn nhé. Đấy, thì cái công nghệ đua ram nó là như vậy. Và khi nào đó chỉ có một bao xi 50 cân thì chắc chắn nó chỉ dùng một con ram 4GB thôi, vì nó đã sử dụng không hết. Một người bê một bao xi là ok, đúng không? Nhưng nếu như thiết kế một cái ram không là 8GB thì chắc chắn lúc nào cái ram 8GB đấy nó sẽ ngốn pin nhiều hơn là một cái ram 4GB. Còn khi nào đó cần đến cái thứ hai, vợ chồng hai bao xi lên thì phải cần hai cái ram, cần hai người khênh, đúng không? Đúng chưa? Thì lúc đó nó mới mở cái ram kia cho chạy, để chạy song song với nhau, thì cái thời điểm đó thì nó mới tiêu hao thêm pin. Như vậy nó làm như vậy để tránh lãng phí. Chẳng hạn như mình nói ví dụ như là đơn giản ở cái việc cái điện thoại thì các bạn sẽ có là nghe gọi này, nhắn tin, lướt Facebook, lướt Zalo và xem YouTube, và sau đó là chơi game. Thì với những cái ứng dụng thông thường như các bạn nghe gọi hoặc sử dụng Zalo thì thường thường 4GB RAM là chạy là không bao giờ hết. Nó chỉ chạy, theo mình tính là nó chỉ chạy 2GB mấy là nó đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của những cái lướt Facebook hay là Zalo nghe gọi rồi. Nhưng khi các bạn chơi game hoặc là vào một lúc và vô tình mở nhiều ứng dụng, đúng không, bị tắc nghẽn, thì ngay lập tức nó sẽ có một cái hỗ trợ là cái RAM phụ nó mới kích hoạt, thì để nó giải tỏa cho cái sức nặng cái lúc đó tạo ra. Thì con Vivo Y16 này mình thấy là một con hàng khá là đặc biệt và giá thì cực kỳ là rẻ nhá. Và bộ nhớ lại 128GB, màn hình thì to, pin trâu, máy cực chất và mới sản xuất gần nên chắc chắn rồi, còn rất là ngon. Người ta rất là kỹ, bọc cả keo lưng, lột ra là mới tinh tình tình. Đây, nói có sách mách có chứng, không có các bạn này bảo là máy nó xấu nát ra bán đắt, đúng không? Con này mới sản xuất gần, không có cái dụ xấu. Đây, lột keo ra được này. Đấy, có dán, có bọc. Cái bọc này thì nó cũng không có đắt. Thỉnh thoảng chúng ta đi dán cái thì yên tâm. Đây, máy mới tinh. Và cái con này là khá là đẹp ha, màu dạng đen, xám đen. Đấy, rất là mới và giá bán của nó chỉ có là 2,7 triệu thôi các bạn nhé. 2,7 triệu, nói chung một con của hiếm. Tiếp theo là đến Samsung Galaxy A32. Samsung thì các bạn biết con này là một trong những con đã được trang bị màn hình AMOLED, Super AMOLED. Con Samsung này là con Samsung A32 chính hãng, sử dụng được 2 SIM cam kết hàng chuẩn nguyên zin, với thiết kế phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Màn hình 6,4 inch, pin thì chắc chắn rất là trâu, RAM 6GB dư dùng và bộ nhớ 128GB thoải mái lưu trữ. Đây là máy màu tím thủy chung, có ngoại hình đẹp chuẩn zin 99%, cam kết là hàng chính hãng của Samsung, máy trần không phụ kiện, không bao ship. Và giá bán của nó là 3,7 triệu. Thì tất cả sản phẩm mình đều không bao ship các bạn nhé, phải nói rõ cho bạn biết. Ship là các bạn phải trả và ship khá đắt nha. Ship ở đâu rẻ mình không biết nhưng ship của mình rất đắt. Người ta đã có câu là muốn qua sông thì bắt cầu kiều, mà muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy, đúng không? Muốn mua điện thoại xịn sò thì ok, phí ship phải chịu. Nó cũng tương ứng với cái việc muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, thế là xong. Rồi ok. Yêu gọi là yêu quý chứ không phải tình yêu nhá, hiểu không? Nhầm lại xuyên tạc các kiểu vẫn là điệu. Galaxy A71 chính hãng 2 SIM và A71 thì ở tầm này nó không có nhiều hàng. Hôm nay thì có được một con chính hãng 2 SIM. Con này thì khá là chất, với màn hình to 6,7 inch, pin 4,500 cũng rất là trâu, và hơn thế nữa được trang bị chip Snapdragon 7308 nhân cực chất. Một con máy màu đen chuẩn chỉ nguyên zin 99%, ok 2 SIM, bảo hành 6 tháng, cũng là máy không, không có phụ kiện và không bao ship, bán cho các bạn với cái giá là 4,4 triệu. Còn một con duy nhất màu đen thôi nhá. Có con màu xanh ngày hôm qua review có người chốt rồi.
Tiếp theo là một con Vivo cực chất, Vivo Y55, phiên bản sản xuất 2022 nên là rất là mới. Tại vì mình phải nhấn mạnh rằng đây là phiên bản mới, cấu hình khủng. Y55 này nó có hai phiên bản, cách đây mấy năm trước nó có một cái Y55 luôn. Cái ông Vivo này ông làm theo cái kiểu theo năm sản xuất cho nên là nhiều người sẽ hiểu lầm. Con này với một con cái phiên bản giá cực kỳ rẻ, ngoại hình thì đẹp, thiết kế sang chảnh, bộ nhớ nhiều 128, RAM 8+4. Đấy thì nó có một cái RAM phụ là 4GB nữa đó. Và chip Snapdragon 6808 nhân, rất là chất. Lý do là ngoại hình nó chỉ đạt được khoảng 98-99% thôi. Lưng sau khá đẹp nhưng mà viền do dùng ốp nên hơi nhậm nhậm, rất nhẹ không đáng kể nhá. Quá đẹp nhưng được bán với giá chỉ có 3,6 triệu cho các bạn thôi. Hơi nhậm nhẹ nên là mình có giảm tiền. Chứ bình thường con này thì với cái cấu hình này thì phải 3,8 triệu, 3,9 triệu các bạn ạ. Nhưng mà rẻ hơn được mấy trăm nhá. Tuy nhiên là mình phải nêu rõ là nó chỉ nhậm nhẹ ở viền thôi. Còn ngoài ra nó khá là đẹp các bạn ha. Máy cũ mà, chính hãng, hai sim ngon lành. Vivo Y55 phiên bản sản xuất mới nhá. Gọi là 2022 đi, cho nó có một cái tên gọi cho dễ. Tiếp theo là con A32. Con này thì màu xanh, tươi xanh như nồi canh, cũng giống như con màu tím hồi nãy mình giới thiệu. Tuy nhiên con này thì nó là phẩy đẹp. Nó phẩy đẹp thì nó cũng vào khoảng 98% rồi. Phẩy đẹp có nghĩa là nó có một vài vết chầy nhẹ không đáng kể. Những cái sản phẩm phẩy nhẹ này thì thường là dán hoặc là dùng ốp, dán cường lực cái phát là nó cũng như những cái hàng 99 thôi. Tuy nhiên thì nó có một cái lợi thế là chúng ta sẽ được sử dụng nó rẻ hơn một chút. Thì con này mình bán cho bạn với giá là 3,4 triệu thôi. Rõ ràng là rẻ hơn 300, máy cũng tương đối là đẹp và sạch sẽ các bạn nhé. Samsung Galaxy A32 chính hãng. Còn nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn nhấn like để ủng hộ tinh thần cho mình để mình review cấp tốc hơn nhé. Tiếp theo là con A96 bạn ạ. Oppo A96 thì mới ra đây. Cũng được trang bị chip của Mỹ, pin trâu và màn hình rất là to. Máy thì có thể nói là hàng lướt thôi, vì mới sản xuất gần nên về chất lượng thì không khác gì máy mới. Các bạn mua những cái sản phẩm này thì mình phải nhấn mạnh các bạn rằng là các bạn sử dụng nó cũng tương ứng như máy mới đấy. Chả có cái gì phải lo nghĩ. Và hơn thế nữa, chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng là một chế độ bảo hành có thể nói là chuẩn chỉ nhất hiện nay trên cái lĩnh vực máy dùng lướt và máy cũ các bạn nhé. Thì A96 này có giá bán là 4,2 triệu, chung mức giá cũng rất là rẻ luôn, dễ mua. Không biết thì các bạn thấy sao chứ mình thì mình thấy con này ngon và giá đó là quá rẻ. Có bộ A96 bạn. Tiếp theo là con Geno 6Z 5G. Thì con này mình cũng đánh giá nó phải nhẹ một tí, khoảng 98,5. Lý do là cường ốp nên có làm nhậm một tí này, nhưng mà rất đẹp nhá. Nói chung máy nhậm bên mình thì cũng là thuộc hàng kiểu siêu phẩm của nhiều nơi khác đấy, tùy các bạn đánh giá thôi. Còn cái việc mình quảng cáo thì mình cứ nói, còn các bạn cứ đánh giá, cứ xem dõi, cứ soi, cứ để lại bình luận thoải mái các bạn nhé. Việc mình nói thì nói, còn mua hay không là việc của các bạn, đúng không? Mình có bắt ai mua được đâu, bắt thế nào được. Thường là mình chỉ thấy là người quyền lực nhất là vợ của các ông thôi. Bắt các ông mua hoặc là bắt các ông không mua được thôi, chứ còn shop thì không chịu. Shop là quay lên là để bán. Đây là Oppo Geno 6Z và nó phải nhẹ thế này thì mình giảm thêm cho các bạn 200 nữa. Vì hôm trước các bạn cũng biết mình đang bán thứ 4,6 triệu và mình có giảm một máy xuống 4,4 triệu, thế là bán được luôn. Và con này thì nó lại phải hơi một tí, nói chung là nó chỉ kém con kia nửa gem thôi. Rất đẹp nhá, nó vào 98-99, có thể nói rất đẹp nhưng mình vẫn cứ giảm thêm 200 nữa cho các bạn vui lòng. 4,2 triệu thôi. Geno 8Z 5G chuẩn chỉ ok. Con này pin trâu, cấu hình mượt mà. Máy màn hình 6,4 inch, công nghệ AMOLED như là của Samsung. Của Samsung luôn đấy. Trang bị trên máy Oppo, tại vì người ta đặt hàng Samsung sản xuất màn hình cho người ta. Chuyện bình thường mà, cũng giống như chip cũng vậy. Có mấy hãng sản xuất chip thôi chứ có phải là nước nào cũng sản xuất được chip đâu. Hoặc là xe hơi, cả thế giới đi xe hơi nhưng cũng chỉ vài nước người ta xuất bán được nhiều. Cái gì cũng vậy hết. Bây giờ thời buổi công nghệ hiện đại. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm cháy hàng trong tuần qua. Đó là iPhone 11 Pro. Các bạn lưu ý 11 Pro thì nó là màn hình nhỏ nhá, nhỏ xíu luôn, 5,8 inch thôi.
Tuy nhiên thì nó cấu hình cũng khá khỏe với chip A13 và RAM 4, 3 camera sau rất là chất, và đây là một con máy màu trắng chuẩn Zenoke 99%. Ngon lành cành đào. iPhone 11 Pro. Màu trắng các bạn nhé. Giá là 8 triệu 9. Nói chung 8 triệu 9 thì mua vội nhưng chả có hàng để mà bán các bạn ha. 8 triệu 9, 11 Pro, màu trắng. Tiếp theo thì mình sẽ có Samsung Galaxy A13. Con này thời gian vừa qua thì cũng bán rất là chạy bởi vì nó là cái dòng bình dân. Thứ nhất là nó rẻ tiền. Thứ hai nó mới sản xuất. Thứ ba là máy nguyên zin còn rất mới. Thứ tư nữa là pin trâu 5000, màn hình to, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, chủ nhật luôn. Đấy, nói chung con này ABCD đầy đủ ok và mình sẽ kiểm tra bộ nhớ bán cho bạn. Đây là con máy nguyên zin Samsung Galaxy A13 chính hãng 2 SIM với cấu hình RAM 6GB, bộ nhớ là 128. Đây là phiên bản cao các bạn nhé. Nó sẽ có phiên bản RAM 4 và phiên bản RAM 6, thì trên tay mình đây là phiên bản RAM 6, nên là giá bán của nó là 3 triệu 2. Máy màu xanh cam kết nguyên zin rất là mới, chuẩn chỉ ok, chính hãng, bảo hành 6 tháng các bạn. Tất cả sản phẩm là máy trần, không tặng kèm sạc và phụ kiện nhé. Rồi review từ đầu đến giờ thì mới có một con máy rơi vào cái phân khúc giá gọi là bảo hành 1 tháng đây này. Thì các bạn cũng biết là kể từ năm 2023 này mình sẽ triển khai tất cả cái sản phẩm mà dưới 2 triệu rưỡi, tức là từ 2 triệu 450 nghìn thì mình sẽ bảo hành 1 tháng thôi. Và đây mình giới thiệu đến các bạn con Vivo Y21S cực kỳ là chất. Máy zin đẹp chuẩn ok màu xanh lơ, cực kỳ chất với RAM 4 cộng 1 đây này. Và bộ nhớ 128, chip cũng 8 nhân, chính hãng của Vivo và Vivo bền vô đối. Máy trần không phụ kiện mình bán cho các bạn với giá 2 triệu 450 nghìn. Thì nó vừa khéo rơi ngay vào cái mức giá gọi là chỉ bảo hành 1 tháng, nên các bạn cân nhắc trước khi mua. Tuy nhiên máy rất ngon nhé, chuẩn zin ok, chất lượng hoàn hảo, ngon lành cành đào. Thực tế ra thì hàng điện tử thì test chừng 1 tuần lễ là biết nó ổn định là xài thôi, chứ chả có cái gì. Lỗi phát sinh thì cũng ít, thường nó lỗi ngay. Tiếp theo lại là A13 và có thêm máy màu đen. Dĩ nhiên mình cũng phải xem đây là phiên bản RAM 4 hay RAM 6 để báo giá nó chính xác. Bởi vì đôi khi chỉ sai một tí thôi là giá tiền nó đã khác nhau rồi các bạn nhé. Nên là so sánh thì cũng cẩn thận. Đây à, cũng là phiên bản RAM 6 các bạn. Đây, RAM 6 128 và giá cũng là 3 triệu 2. Ai kết màu đen thì chúng ta chơi màu đen, ai kết màu xanh thì chúng ta chơi màu xanh nhé. A13 đều là hàng chuẩn chỉ ok. Tiếp theo thì có một con hàng thanh lý cực kỳ là rẻ nữa. Con Realme. Realme này thì anh em với nhà Oppo, và mình thấy một con máy màu xanh khá đẹp, đẹp tầm 98-99% đấy. Realme này thì được cái bịn trâu và cấu hình thì cũng cao. Thanh lý cho bạn giá con này 1 triệu rưỡi. Và để xem đây là máy gì. Thích thì chúng ta chơi. Smartphone 1 triệu rưỡi thì cũng ít hàng lắm. Mình thỉnh thoảng mới có nhé. Đây là con Realme C3. Với RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin thì chắc chắn trâu rồi. Và cam kết hàng chuẩn zin chính hãng, dùng 2 SIM và 3 camera sau, máy màu xanh. Giá có 1 triệu rưỡi thôi. Ai kết chúng ta mua, bảo hành 1 tháng nhé. Tất cả những bạn nào mà sợ sau 1 tháng nó hư ấy, thì tốt nhất là các bạn đừng mua. Đừng mua nhé, không cần điện thoại đến mình, điện thoại nói những cái câu vô nghĩa như là ui anh bán mấy cái máy đấy bị bảo hành qua tháng, anh bảo hành thêm cho em được không, chứ lỡ 1 tháng sau nó hư thì sao. Ok, mình tiết kiệm thời gian để đi làm kiếm tiền mua mấy cái máy trên 2 triệu rưỡi để được bảo hành 6 tháng các bạn nhé. Cái cách đó nó tốt hơn. Rồi ok, tiếp theo là A32 màu xanh. Con này thì hàng đẹp giống con màu tím hồi ban đầu giới thiệu, cho nên là bán với giá 3 triệu 7 nhé. A32 thì RAM 6, bộ nhớ 128, cam kết hàng chuẩn zin chính hãng của Samsung. Máy ngon và bán chạy, nó dùng dòng tầm trung, 3-4 triệu giờ dễ kiếm rồi các bạn. Tiếp theo là đến cái sản phẩm bán rất chạy trong thời điểm này, đó là iPhone 7 Plus. Mình chả hiểu iPhone 7 Plus bữa nay nó làm được cái gì mà bán chạy lắm. Mình thì mình không quan tâm đâu, quan tâm là cứ có người mua thì mình bán, và chắc chắn nó ngon thì mới nhiều người mua. Và hơn thế nữa, con này khá là đẹp, lại là phiên bản 128GB,
màu đen nhám, máy đẹp chuẩn zin 99%, con này đẹp lên mình bán 3 triệu bạn nhé. 128GB 3 triệu thì mình thấy nó cũng rẻ mà. Máy thì lại đẹp lồng lộn thế này, bảo hành thứ 6 tháng. 7 Plus màn hình to 5,5 inch có vân tay các cái là đầy đủ. Đây để kiểm tra luôn cái vân tay. Máy thì cam kết men zin màn zin không sửa chữa, bảo hành 6 tháng. Shop này không mua thì không thì biết mua shop nào. Nhấn like ủng hộ cho mình nhé, nếu như không mua. Thấy ghét mình thì cứ việc nhấn like khỏi mua các bạn. Để lại bình luận chửi mình luôn cũng được. 3 triệu iPhone 7 Plus. Rồi tiếp theo là A53. Ngày hôm qua có khách hỏi nhưng mà không biết hôm nay có theo dõi video không. Mình thì mình không có thói quen nhận trước của ai hay là báo với ai cả. Ai xem thấy video thì đặt cọc và mua thôi nhá. Thậm chí ai mà cứ hỏi nhiều mà mình chả thấy đặt cọc thì mình trả tiếp nữa, không thèm trả lời. Nên là nhiều bạn cứ bực tức trong lòng, kêu nhắn tin Zalo mình không trả lời. Tại vì hỏi nghe chướng quá, hỏi nhiều câu hỏi nó chướng khí quá, làm sao mà trả lời được. Hỏi thì hỏi đàng hoàng, muốn mua A53 ừ. Nhắn một cái tin đơn giản: tôi vừa thấy anh quay cái A53 lên, màu đen, giá 5,8 triệu, anh còn không? Anh cho tôi xin số tài khoản để tôi chuyển cọc cho anh 200-300, rồi anh chốt đơn cho tôi. Đây, A53 5G máy đẹp zin chính hãng. Toàn bán hàng chất thôi. 5,8 triệu nhá. Ai kết thì đặt cọc. Mua online thì dĩ nhiên phải đặt cọc rồi, còn không thì đến shop. Mà đến shop chưa chắc mua nhanh bằng người mua online. Ta mua online, ta vừa điện xong, ta bắn tài khoản, ta cọc rồi. Mình xách cái xe ra chạy ra shop mất nửa tiếng. Có người ta mua mất rồi. Đấy, khổ vậy. Tiếp theo là có con Oppo cũng bán rất là chạy bởi vì nó khá mới. Đó là Oppo A57, nó mới sản xuất đây. Và hôm nay để xem A57 này là phiên bản bao nhiêu ghi. Mình có tới hai phiên bản 32 và 128. Thì hôm nay 32 mình vẫn còn một máy các bạn nhé. Là 3,2 triệu, còn 128 này là 3,5 triệu. Đấy, ok, anh em nào kết thì chúng ta mua. A57 thì quá chuẩn rồi. Nếu mà người thu nhập thấp thì chọn mua con này nó cũng tương đối là yên tâm các bạn nhé. Có 3,5 triệu thôi. Rồi tiếp theo là A96. Con này màu bạc và khá mới, thì con này nó giá nó đắt hơn, nó 4,4 triệu các bạn ạ. Có bộ A96. Con A96 này ngon lắm nha. Màn hình to, máy cực kỳ chất này. Đấy các bạn thấy màn hình rõ đẹp, mượt mà, chuẩn chỉ, ok. Oppo chính hãng A96, chip Mỹ Snapdragon, pin châu 5000, màn hình 6,6 inch luôn đấy, ghê chưa, 6,59 inch này, con này ngon, camera sau tới 50MP. Mới sản xuất gần nên máy có thể nói là hàng dùng lướt, và đây là con màu bạc các bạn nhé, giá là 4,4 triệu, Oppo A96 màu bạc 4,4 triệu. Tiếp theo là A13. Con này thì cũng nguyên zin chuẩn chỉ khá mới luôn. A13 này thì chưa có của cũ. Khách người ta còn đang đi mua những cái máy sản xuất 27, 28 nữa. Chứ nói gì, mấy cái dòng này nó xài bền lắm. À, con này phiên bản RAM 4 đây nhá. RAM 4 thì nó rẻ hơn, giá nó 2,9 triệu. Nồi đồng cối đá đắt như tôm tươi. Đắt là đắt hàng á, không phải bán đắt đâu. Đắt thì đương nhiên là đắt thì mới được máy ngon, rẻ thì chỉ mua máy dọn, máy dựng, máy nát, bảo hành ít. Ở đây thì uy tín chất lượng, nhưng mà với cái việc là nó cũng phải đúng giá. Đây là con 11 Pro Max chính hãng VN 64GB, ô chính hãng luôn. Con hàng này khét đấy, màu gold máy khá đẹp luôn, chuẩn zin 99%, chính hãng thì khỏi phải nghĩ rồi. 11 Pro Max màu gold 64GB. Hiếm ở cái thời điểm này chứ chả chơi. Dạo này chả còn hàng mấy các bạn nhé. Thì 11 Pro Max màn hình nó rất là to, 6,5 inch và pin trâu 4000. iPhone mà pin 4000 là trâu lắm nha, chứ đừng so với Android. Và con này mình bán cho các bạn với giá 11,5 triệu. Có mỗi một máy thôi, 11,5 triệu. Tiếp theo lại là A13 màu đen. Cái A13 này thì mình cũng lại phải kiểm tra cái phiên bản RAM mấy để báo giá cho nó chính xác. Ok, RAM 6 bộ nhớ 128. Đấy,
là 3,2 triệu. A13 RAM 6 3,2 triệu. Tất cả sản phẩm mình báo giá là máy không có phụ kiện các bạn nhé, chỉ có mỗi máy thế này thôi. Ai có rồi thì chúng ta có thể tận dụng, ai chưa có thì chúng ta mua kèm theo khi mua máy hộ mình nhé. Máy bên mình bán thì cam kết hàng chuẩn chất và bảo hành lâu. Ai ở gần đến trực tiếp shop mình mua, còn ai ở xa thì mua online đừng lo. Mình có thâm niên trong lĩnh vực bán online. Và tiếp theo lại là một con A13 phiên bản RAM 6 màu đen nữa. Như vậy là các bạn cứ bình tĩnh mua, vì mình nhập về rất là nhiều. Và các bạn cũng đừng lo mình ế nhé, nếu có hàng đẹp nữa mình vẫn nhập nữa. Mặc dù ở shop thì không thiếu máy để bán, nhưng cứ có hàng đẹp là mình nhập. Nên là anh em á, có những cái máy mà mua của bên mình xài mấy năm rồi bền không hỏng đó, anh em có thể bán về cho mình và nâng cấp lên đời một cái sản phẩm chất lượng hơn. Mình sẽ thu mua lại hết nhá. Không chê một cái gì cả, miễn sao là zin nguyên chuẩn chỉ, ok, xài ngon. Đấy, mình bán thì mình thanh lý cho những người thu nhập thấp. Và tiếp theo lại là Oppo A57 và đây là phiên bản 64 màu đen. Phiên bản 64 thì có 3,2 triệu thôi. Nói chung một sản phẩm đáng mua các bạn nhé. Thật sự đáng mua. Rồi, như vậy là còn một con iPad. Con này là con iPad Air. Bởi vì nhìn cái nút home này nó không có vân tay là mình biết là iPad Air rồi. iPad Air thì mình bán đang bán rất là rẻ. Và để xem con này là bộ nhớ bao nhiêu ghi thì mình bán cho bạn khả năng là 16. Máy đẹp chuẩn zin ok, phiên bản 4G wifi. Con này ngày hôm nay thì bán 2,8 triệu. Chung máy khá là nét. Nghe nhạc, xem phim, đọc báo, lướt web rất ok các bạn ha. Học hành vẫn còn chuẩn chỉ. Màn hình 10 inch. Đây là con iPad Air E1 các bạn nhé. iPad E1 10 inch pin châu. Máy có vết cấn ở dưới này nhẹ thôi, nhưng mà tổng thể khá đẹp. Máy thì chuẩn zin quốc tế. Phiên bản 16GB chính xác luôn. Giá 2,8 triệu các bạn nhé. Có một cái thôi. Rất là rẻ. Bảo hành 6 tháng nha các bạn. Rồi, mình thì đã xong cái máy nhập về hôm nay. Tuy nhiên thì hôm qua mình có cập nhật được thêm một con iPhone 12 màu xanh thì mình giới thiệu cho các bạn để các bạn mua. Con này mình nhập nguyên con zin về, nó chả may nó bị hư cục pin nên mình có thay cục pin rồi. Đấy, nói rõ cho bạn biết, máy thì cam kết men zin, màn zin, máy zin, nhưng mà thay pin. Thay pin 100% rồi, và thường thì các bạn biết là dòng iPhone mình thay pin rồi mình toàn cộng thêm tiền. Con này thì các bạn cũng biết là bình thường nếu như máy zin ok hết là mình bán 9,3 triệu, nhưng mà mình thay pin vào thì mình thu thêm 500.000 tiền pin. Thực tế là mình thay pin 500.000 đó là mình chưa đủ tiền để mua pin. Mình phải bù thêm và mình cũng phải mất công kỹ thuật thay pin. Chứ còn bình thường các bạn đi thay một viên pin này để cho nó nghiêm chỉnh và là pin tốt, báo pin 100% thì số tiền chi phí nó vào khoảng xấp xỉ 1 triệu nhá, chứ không phải là 500 như mình thu thêm. Và iPhone thay pin rồi hoàn toàn ngon và thậm chí là yên tâm. Rất là nhiều khách hàng mua máy xong còn nhờ mình thay pin để cộng thêm tiền, để xài cho nó được bền, đỡ phải mang đi thay ở chỗ gần nhà, đôi khi họ cũng chưa chắc đã tin tưởng gần nhà. Đấy, mình thấy khách hàng của mình là như vậy. Còn đối với các bạn mới xem thì mình không biết. Và con này sau khi mình thay pin sẵn 100%, iPhone 12 khá đẹp, màu xanh ngọc, 64GB, mình bán cho bạn với giá là 9,8 triệu. Thì thay vì chưa thay pin là có 9,3 triệu thôi. Rẻ mà, đâu có đắt. Thay pin rồi thì nó ngon mà. Tiếp theo là có con Vivo Y22s. Thì mình thấy gần đây là nhiều bạn thích cái phong cách gọi là pin trâu, camera to, chuẩn. Con này thì nó tương đương, nó cũng ngang ngửa với con Y35 đấy. Nhiều bạn hỏi Y35 thì không có thì mua tạm Y22s. Bởi vì nó cũng là 8 cộng 8, RAM của nó cũng là 8 cộng 8 các bạn nhé. Và bộ nhớ cũng 128 và cũng pin châu 5000, cũng hiện đại, thậm chí còn mới sản xuất đây lên, gần như máy mới. Đây là màu bạc đa sắc và có vằn vằn, cứ gọi là bạc đa sắc đi cho dễ nhé. Và giá bán của nó là 4 triệu chẵn, mình còn một cái thôi. Nhớ là RAM 16GB nhé, 8 cộng 8. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn, mình thấy toàn là những cái sản phẩm chất lượng rất đáng mua thôi. Và tiền thì nó cũng phù hợp với
cái ngoại hình máy cũng như cái chất lượng máy và chế độ bảo hành nữa, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên có một cái điều đặc biệt lưu ý là không có phụ kiện kèm theo, không có tặng cái gì hết nhé. Dán cường lực tính tiền, mua sạc tính tiền, ok. Và ai kết thì hãy mua, còn ai chưa kết thì xem chơi cho vui thôi. Và ai ở gần Tân Phú, Đồng Nai thì đến trực tiếp shop của mình. Mình có shop đàng hoàng ở ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ cửa hàng của mình á, là có ở dưới phần mô tả video các bạn nhé. Và có trên Google tìm kiếm, các bạn cứ vào Google bạn tìm kiếm là có shop Di Động Nhật Nam. Và mình có kênh YouTube Di Động Nhật Nam để review bán sản phẩm. Được 115.000 người đăng ký rồi. Các bạn có thể vào YouTube để xem, đăng ký kênh ủng hộ cho mình rồi mua. Ai kết mua online thì phải đặt cọc trước nhé. Tuy nhiên khi mua online thì vui lòng xem kỹ một hoặc nhiều clip để chọn được cái sản phẩm muốn mua rồi hãng điện đến bên mình để mua cho nó tránh bất tiện. Thì cái số hotline của mình chỉ có hai số duy nhất sau đây. Để tránh nhầm lẫn thì các bạn vui lòng gọi đúng hai số đó nhé. Đó là 0979 78 2366 và số 0367 709123. Cảm ơn vì các bạn luôn yêu mến ủng hộ Di Động Nhật Nam. Một lần nữa, ai chưa nhấn like, nhớ nhấn like ủng hộ mình, để lại bình luận, chia sẻ đến nhiều người khác, đăng ký kênh, nhấn chuông bật thông báo để theo dõi những video mới nhất mình úp lên kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.